Mình có 2 tỷ mà mình chỉ được có 1 tỷ. Hôm nay cô giáo đã nói là bây giờ nguồn vốn của mình có 2 tỷ nhưng mà tài sản vốn của mình có 1 tỷ có được không? Không được. Để ý cô là như vậy thì ý cô là có 2 tỷ bây giờ chỉ có 1 tỷ thôi. Mình có chấp nhận được không? Mình không thể chấp nhận được. Ừ, tất nhiên là bạn này bắt đi thì không chấp nhận được rồi. Chấp nhận được không? Không, nhưng mà bên chị đang hiểu là không, hiểu là cái nguồn vốn có 2 tỷ nhưng mà bây giờ mới tài sản mới có 1 tỷ thì 1 tỷ của mình đang lơ lửng ở đâu? Đang ở khoản nào? Ừ. Thì chị đang nhưng mà đang ở khoản nào thì tôi biết ngay, tôi đã thể hiện ngay ở tài sản chứ. Thế nó không nằm ở chỗ nào hết. Chắc là phải là tiền mặt hay là tiền gửi hay là bất kỳ nào tài sản chị. Tiền mặt hoặc là tiền gửi ngân hàng nó là tài sản rồi. Thì nguồn vốn để tạo ra tài sản cơ mà. Ừ, đúng rồi. Đấy, còn vậy là chị vẫn chưa hiểu ý cô nói. Chị vẫn chưa hiểu.